Vâng, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay em sáng chia sẻ tới các bác những cái mẫu tủ áo vô cùng tuyệt vời, chất lượng. Đây là một trong những phân khúc hàng chất lượng cao cấp nhất mà đồ gỗ Sang Trang muốn giới thiệu tới toàn thể quý vị anh chị em. Nếu các bác có nhu cầu ở những dòng sản phẩm đồ gỗ nội thất cao cấp, đặc biệt là những mẫu tủ quần áo. Tủ quần áo là một trong những sản phẩm tiêu biểu nhất cho những phòng nội thất phòng ngủ các bác ạ. Và để đầu tư những sản phẩm cao cấp ở nội thất phòng ngủ thì không phải đơn vị cá nhân nào cũng đầu tư được. Thì em Sáng rất mong muốn những sản phẩm tuyệt vời hiện tại có mặt tại cơ sở cửa hàng đồ gỗ Sáng Trang muốn chia sẻ giới thiệu tới toàn thể các bác. Đây các bác thấy này, hiện tại cơ sở em có rất nhiều mẫu tủ áo đẹp. Đây là mẫu tủ áo 3 buồng 4 cánh Louis Tân Cổ Điển Hoa Lan Tây các bác nhé. Đấy, chất liệu gỗ hương đá. Và đây là chiếc tủ áo 3 buồng 4 cánh gỗ gụ Lào. Đó, bên cạnh cũng là một mẫu tủ áo 3 buồng 4 cánh gỗ gụ Lào hàng mộc. Và hiện tại em Sáng đang lắp hai mẫu tủ áo chất liệu gỗ hương Nam Mỹ các bác nhé. Đó, đây các bác thấy này, từ trong ra ngoài hàng sạch sẽ, mộng mạng đẳng cấp. Đấy là một điều em Sáng chia sẻ tới quý vị anh chị em. Các bác muốn biết được những sản phẩm đẳng cấp hay không, các bác có thể kiểm tra từ trong ra ngoài các bác nhé. Đặc biệt là những cái mộng mạng bên trong này. Đấy các bác thấy này, những cái lỗ mộng phải bén tít. Và đặc biệt những cái đường mộng mòi như này này, nó phải thẳng tắp từ trên xuống dưới. Đó các bác ạ. Và hàng mộc trên tinh thần là phải sạch sẽ, chất lượng gỗ dày dặn và mộng mạng đầy đủ chắc chắn. Với những sản phẩm tủ áo bên đồ gỗ Sáng Trang làm thì em Sáng xin thưa quý vị anh chị em rằng là tất cả các bác lắp những mẫu tủ áo bên em Sáng như là trẻ con lắp Lego, bởi vì em Sáng làm rất chuẩn chỉ các bác ạ. Thế nên là những sản phẩm tuyệt vời như thế này em Sáng muốn chia sẻ tới quý vị anh chị em, bởi vì trong một thời gian dài em Sáng sản xuất đồ gỗ nội thất thì có rất nhiều các bác ở khắp mọi miền tổ quốc đã tin tưởng và ủng hộ. Với những mỗi một sản phẩm, mỗi một chất lượng gỗ nó đều có những cách hoàn thiện cũng như cái tông màu khác nhau các bác ạ. Và đây các bác thấy này, đây là mẫu tủ áo 3 buồng 5 cánh trên nền tảng chất liệu gỗ hương đá. Ở cái mẫu tủ này thì bên đồ gỗ Sáng Trang hiện tại còn để nguyên mộc các bác nhé. Hiện tại còn để nguyên mộc. Đây các bác thấy này, vân vô cùng tuyệt vời, 5 cánh cùng vân các bác nhé. Và tất cả những thông số kỹ thuật mà bên đồ gỗ Sáng Trang làm đều lớn hơn so với những đơn vị khác. Đặc biệt là gì? Ví dụ những mẫu tủ áo 3 buồng 4 cánh thì các bác hình dung này, cái chiều sâu của tủ áo nó rất quan trọng. Các bác phải hiểu điều đó. Chiều sâu của tủ áo là một trong những cái thông số kỹ thuật để đánh giá một chiếc tủ đẳng cấp hàng đặt hay là ở cái phân khúc hàng tự do. Thì với mẫu tủ áo này, bên đồ gỗ Sáng Trang bên em làm có chiều sâu là 65 phân các bác nhé. Tổng cao 2m17. Đấy, chiều dài là tổng là 2m2 các bác nhé. Đây là bên em Sáng đang lắp các bác ạ. Đang lắp tủ. Đây này các bác thấy này. Đây toàn bộ cánh tủ này. Rất dày dặn chắc chắn các bác nhé. Đấy, hàng này, bản lề này, tất cả những cái gì bên em Sáng là làm thật ăn thật các bác ạ. Nếu các bác có điều kiện, các bác có thể qua trực tiếp showroom đồ gỗ Sáng Trang có địa chỉ tại Kim Thiều, Hương Mạc, Phú Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh các bác nhé, để các bác chiêm ngưỡng các sản phẩm đẹp cũng như để kiểm tra chất lượng sản phẩm. Em Sáng rất tự tin bởi vì tất cả những sản phẩm bên em Sáng làm đều rất chất lượng. Đó các bác thấy này. Và ở cái mẫu tủ quần áo thì với mẫu tủ áo này thì bệ thì em Sáng để trơn các bác ạ. Bệ để trơn. Cấu tạo của tủ thì 3 buồng 4 cánh các bác nhé. Các bác hình dung này, đây là chưa lắp cánh vào các bác, chưa lắp cánh. Đó, hai cái chiếc tủ áo này thì vô cùng đẹp, phân khúc hàng cực kỳ VIP luôn các bác ạ. Đây các bác thấy này, từ trong ra ngoài các bác để ý cho em Sáng này. Đó, từ trong ra ngoài. Đấy, các bác đi mua tủ quần áo nhiều, các bác chỉ cần nhìn các bác biết, và những người sành chơi các bác đều hiểu được cái điều đó. Đây các bác thấy này, mộng mạng này. Tất cả bén tít tiền tiền luôn các bác ạ. Đây đấy, từ bên trong ra bên ngoài coi nhá, em Sáng chia sẻ luôn từ bên trong ra bên ngoài. Đặc biệt những cái thang này này các bác này, đó thang dày dặn chắc chắn. Đó, để làm ra những sản phẩm tủ áo chất lượng như thế này thì em một điều em Sáng chia sẻ, các bác cứ đi tham khảo tất cả nơi các bác ạ. Và khu vực làng nghề đồ gỗ Kim Thiều, Hương Mạc, Phú Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh cũng như tất cả những hoa đẳng cấp nó đều hội tụ ở những khu vực này. Đó là một điều em Sáng chia sẻ, và em Sáng cũng rất mong hữu ích cho các bác thôi. Đó là những người thợ bên em đang lắp cánh cửa nhé, lắp cánh cửa. Đây cái này.
thời gian có nhà ý. Đây các bác. Sở rất mắc không một vết gọn luôn đó, hàng bọc còn đẹp như thế này. Còn nếu về hoàn thiện thì các bác đây, đây là sản phẩm đã hoàn thiện rồi đó, hay cho các bác nhìn trực tiếp trong các người là bảo hành trọn đời. Đấy, tất cả đều là chất vô thiên. Đó là cái số 1 mà em Sáng xin thưa quý vị anh chị em. Cái thứ hai đó là gì? Về mộng mạng các bác nhé. Đấy, mộng của một chiếc tủ nó cũng như các bác xây một ngôi nhà thôi. Đấy, những cái cột nó có chắc chắn hay không thì ngôi nhà nó vững chãi, thì cái tủ áo nó cũng vậy các bác ạ. Đấy, cái hệ thống mà cột, hệ thống sàn, rồi hệ thống ván chắn các thứ nó phải được làm chuẩn chỉ các bác ạ. Thế sản phẩm của mình mới yên tâm được, nó vững chãi theo thời gian. Cái thứ ba là gì? Khi mình pha gỗ phải chọn những cái gỗ đạt tiêu chuẩn chất lượng cao, gỗ già dặn chắc chắn. Đấy, ván thì dày dặn các bác nhé. Đấy, tất cả những cái ván cánh này là các bác ạ, xin thưa quý vị anh chị em là em Sáng đều sẽ là 1,5 các bác nhé, 1,5 đậu các bác ạ. Nhiều các bác cũng có hỏi đồ gỗ Sáng Trang là những cái cánh này này, những cái cánh này này thì làm 2 phân, thì em vẫn xin thưa quý vị anh chị em là thậm chí các bác thích làm 3 phân em làm được, 2 phân là chuyện theo tiêu chuẩn mà các bác thích thì làm thôi. Còn thực tế em Sáng phân tích quý vị anh chị em là những cái cánh này các bác ạ không nên làm này quá, khung cánh 4 phân các bác ạ, khung cánh 4 phân mà bây giờ mình làm ván tận 2,5 phân 3 phân thì sau khi mình toán ra thì cái thanh cánh này cái độ bám nó còn ít quá. Đấy, tiêu chuẩn 1,5 là tiêu chuẩn quá tuyệt vời. Quan trọng nhất vẫn là người làm các bác ạ, chứ không phải là gỗ dày là chất lượng. Dày nó mức độ tiêu chuẩn cho phép, đừng có dày quá các bác ạ. Đó, cái đấy mình không tham được đâu. Em Sáng chia sẻ tới quý vị anh chị em để khi mà những các bác đi đặt đồ, các bác cũng hiểu sâu về đồ gỗ các bác ạ. Đây là các bác thấy này, toàn bộ cột tại bên em Sáng làm này. Đó, cột vuông vắn dày dặn các bác ạ. Hàng đẳng cấp cực kỳ luôn. Đấy, xin thưa quý vị anh chị em, cánh lúc nào đóng vào bén tít luôn. Đấy các bác ạ, cực kỳ bén. Ngăn kéo các bác nhé. Ngăn kéo thì mỗi một cái tủ 3 bồn 4 cánh này sẽ một cái ngăn kéo này. Em Sáng làm ngăn kéo và có lắp dây trượt này các bác này. Đó, lắp dây trượt. Toàn bộ lắp dây trượt hết. Lắp ngăn kéo thì đục giải hoa lá tây và được em Sáng thói. Đấy, em Sáng thói cái lúm như này này, rất tuyệt vời các bác ạ. Bởi vì khi mình thói cái lúm như thế này thì các bác rút ra rút vào nó rất dễ. Đấy, còn nếu mà các bác không thích thói kiểu này thì các bác có thể là lắp cái tay đồng được. Đấy, tùy nhu cầu khách. Đấy, bên em Sáng làm thì tất cả đều có hết các bác ạ. Đây, ví dụ như cái lắp ngăn kéo em lắp luôn một cái tay. Đấy, một cái tay lúm bằng đồng xịn nói các bác ạ. Đó, kiểu gì cũng làm được các bác ạ. Quan trọng như thế nào. Còn về cái cách thức vận chuyển các bác nhé, tất cả các bác ở mọi miền tổ quốc hết sức yên tâm, bởi vì em Sáng vận chuyển ship đến tận nhà các bác, lắp đặt ngon lành cành đào em Sáng mới lấy tiền các bác ạ. Đó, đặc biệt thì các bác hình dung này này, em Sáng bán rất nhiều, sản xuất rất nhiều các dòng sản phẩm nội thất cao cấp, ví dụ như bàn ghế các bác ạ. Bàn ghế nói thật là quý vị anh chị em, và tủ áo là một trong những cái sản phẩm mà em Sáng nghĩ là nó khó khăn nhất ở những dòng sản phẩm bán, đặc biệt là bán ở xa các bác ạ. Em Sáng thì bán mọi miền tổ quốc, những người gần đây thì ai biết đồ gỗ Sáng Trang, có những các bác khách ở xa thì có bác biết có bác không thì các bác cũng, em Sáng vẫn nói rồi, tủ áo thì nó khác ở chỗ này là khi mà chúng ta thương mại, chúng ta sản xuất, chúng ta bán cho những khách ở xa là chúng ta phải có một tiêu chuẩn, đó là lắp đặt ngon lành cành đào các bác nhé. Đó thì ở cái dòng sản phẩm tủ áo, khi mà các bác lắp ngon lành cành đào, muốn làm được như thế thì thợ phải làm cực kỳ chuẩn, ép tay các bác ạ. Có nghĩa là gì? Nó như là chỉ con xếp Lego,
tất cả mọi mặt đấy các bác thấy. Đang đang quay cho quý vị anh chị em từng mọng đều được đặt trang nào đấy. Tất cả đều mọng riêng đấy các bác. Mọng riêng đầy đủ mọng. Đấy. Thế nên là tại sao bên em là rồi. Nếu như thủ áo mà các bác làm không chuẩn thì thưa quý vị anh chị em. Khi mình mà làm chuẩn là thậm chí cả những cái sàn đá hoa này này ở phòng của các bác ấy, nó cũng thẳng, các bác hiểu không ạ? Đấy, hình khối vuông các bác nhá, đó là hình vuông đấy. Các bác hình dung này, cái sàn nhà các bác nó phải là mặt thẳng thì cái tủ áo bên em sáng làm nó đã vuông rồi, thì so với cái sàn nhà nó vuông góc thì khi mình lắp cái cánh vào thì mới chuẩn được đó. Có tuyệt vời luôn các bác ạ. Các bác gần đây các bác nhanh tay các bác qua trực tiếp đó nhé. Bên nhà sáng thì có rất nhiều loại gỗ, đây là giới thiệu với anh chị em đó, còn đây là chất lượng gỗ đẹp các bác nào rất cao cấp. Để tại showroom của nhà mình. Đấy, các bác có nhu cầu các bác qua trực tiếp em sẽ mua. Sở. Ai? Các bác ạ. Ai mua? Dòng nội thất đẳng cấp. Để bản đô đào tạo nên một người thái hoa đẳng cấp. Chứ không phải là thôi đó. Đây giới thiệu quý vị anh chị em, đây là cái showroom của bên em đồ gỗ sáng trang các bác nhé. Đây có thế này đấy, đồ gỗ sáng trang đó, địa chỉ Kim Thiều Hương Mạc Từ Sơn Bắc Linh. Trong một thời gian vừa qua đang rất vui và vinh dự tiếp đón rất nhiều em cả nước đã tin tưởng đồng hành cùng cơ sở bên em các bác ạ. Hiện tại thì đầu năm nay em sáng sản xuất rất nhiều cái sản phẩm tủ áo cao cấp các bác ạ. Đó, sắp tới là sẽ có rất nhiều mẫu giường đẹp quý vị anh chị em ạ. Bởi vì khi mà các bác sử dụng tủ áo thì đương nhiên là các bác sẽ phải có cái chiếc giường rồi. Đã là cái tủ áo đẹp thì cái giường nó phải đẹp quý vị anh chị em ạ, thì nó mới tương xứng các bác ạ. Đó, các bác nhìn thấy này, từ những cái thang này, thang đỡ ván này đấy, bén quá các bác ạ, phải nói là một kẽ tóc không vừa. Các bác mua hàng đồ gỗ các bác đây, những cái bản lề này bén quá chuẩn chỉ luôn. Sắp tới thì em sáng cũng lên một chiếc tủ áo 3 bồn 4 cánh trên nền tảng chất liệu gỗ hương đá cho một bác khách ở tận An Giang cơ bác, các bác ạ. Đấy, thế nên là các bác cứ yên tâm, dù xa hay gần thì phương châm của đồ gỗ sáng trang chất lượng là số 1 các bác. Nói thật quý vị anh chị em sáng cũng chia sẻ với mọi người rồi, với em sáng thì mình là sống còn với nghề, thế nên là phương châm làm đồ chất lượng thì là từ những cái nhỏ nhất các bác ạ. Đây, tất cả đấy, đó, chốt dưới chốt trên đều có hết các bác ạ. Để em sáng mở ra quý vị anh chị em mình cảm nhận luôn. Để em sáng mở một cái nội thất bên trong của tủ áo 3 buồng 5 cánh. Đấy. Đó, các bác thấy này. Quá tuyệt vời.
Nhiều khi các bác khách hàng của Đồ Gỗ Sáng Trang hay trêu em Sáng rằng là chú bảo hành như thế thì liệu có thật hay không, thì em Sáng xin thưa quý vị anh chị em rằng là còn em Sáng, quý vị anh chị em ạ, nói thật quý vị anh chị em như thế. Thế nên là nói các bác mua em Sáng thế thôi, tất cả những dòng sản phẩm mình có giá trị cực kỳ cao, mà những cái tủ áo này thực ra nó ở phân khúc em Sáng, nói thật quý vị anh chị em, cái công sức của người thợ, tâm huyết của người thợ làm sản phẩm chất lượng cao nó quá chứ là vất vả, mà giá trị mang lại cực kỳ ít. Thế nên em Sáng chia sẻ với quý vị anh chị em rằng là nếu các bác thực sự đấy biết chơi đồ gỗ, các bác biết hiểu sâu về sản phẩm chất lượng cao, thì đây là một trong những cái phân khúc mà các bác nên tìm hiểu các bác ạ. Đó, nên tìm hiểu. Khi mà các bác đã xem những tủ áo của Đồ Gỗ Sáng Trang rồi, em Sáng cam kết là quý vị đi tất cả các nơi, em Sáng cam kết luôn, khẳng định. Đó, đây các bác ạ. Đấy, chiếc này đã lắp xong rồi các bác nhé, đã lắp xong rồi. Đấy, toàn bộ cánh thì với cái tủ này này các bác ạ, với cái tủ này là vân, bốn cái cánh này nó có vân. Đấy, cái quang vân của nó là nó không nổi lắm nhưng mà nó có vân các bác hình dung. Đấy, em Sáng quay quý vị anh chị em này, thế nên là em Sáng hiện tại để trơn các bác ạ, để trơn. Đấy, các bác nếu mà các bác thích đục thì em Sáng đục các bác nhé, nó không khó khăn đâu, bởi vì nếu mà đục thì cái này đục CNC thôi, đục giải hoa lá tây đầu cánh thôi, nó không gì khó khăn cả. Còn nếu mà các bác thích sự đơn giản tiện nghi mà lại đẳng cấp thì đây là một trong những mẫu tủ áo mà các bác nên tham khảo cho Đồ Gỗ Sáng Trang. Đây các bác thấy này, đó em Sáng mở tủ ra các bác thấy này, quá tuyệt vời luôn. Mỗi một bên bao gồm hai đợt các bác ạ, mỗi bên hai bao gồm hai đợt, tất cả các đợt đều có khung hết các bác nhé, đều có lòng khung hết các bác này, đó vô cùng chắc chắn. Mà những cái đợt này các bác có thể nhấc đi nhấc lại thoải mái luôn, thay đổi vị trí tiện nghi đến như vậy mà quý vị anh chị em ạ. Đấy, ô giữa đây quý vị anh chị em ạ, ô giữa thì mình để thoáng như này để quý vị anh chị em mình treo quần áo này nó được thoải mái hơn, rộng rãi hơn. Còn ở cái mẫu tủ này thì em Sáng làm một ngăn kéo các bác ạ, làm một ngăn kéo như này này, rút ra rút vào này. Đấy, rất đơn giản tiện nghi, quá tuyệt vời luôn. Đó, chia sẻ quý vị anh chị em, quá tuyệt vời. Và đây cũng chỉ là một trong những dòng sản phẩm mà em Sáng xin giới thiệu quý vị anh chị em nhà mình. Rất mong toàn thể quý vị anh chị em quan tâm, yêu ái. Chúc toàn thể quý vị anh chị em nhà mình có thật nhiều sức khỏe. Chào thân ái.